Sáng nay tại trường bắn quốc gia khu vực 1, Bộ Quốc phòng chỉ đạo quân đoàn 12 tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự động viên cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập. Chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tham dự tham quan diễn tập có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo các bộ, ban ngành, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tỉnh, thành phố. Xuất phát từ đặc điểm yêu cầu của diễn tập, Quân đoàn 12 xác định nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập phù hợp, xây dựng hệ thống văn kiện chỉ đạo điều hành của diễn tập chất lượng tốt, bảo đảm kết hợp nhuần nhuyễn các nguyên tắc lý luận tác chiến, xây dựng tình huống diễn tập phù hợp với thực tiễn. Các lực lượng tham gia diễn tập, trực tiếp là Quân đoàn 12, đã tổ chức huấn luyện thành thục các nội dung, khoa mục diễn tập sát thực tế. Quá trình thực hành diễn tập nắm chắc lý luận, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao. Phát huy tinh thần độc lập về khả năng tư duy nghệ thuật quân sự của chỉ huy cơ quan trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, kịp thời điều chỉnh quyết tâm kế hoạch tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ theo đúng kịch bản diễn tập, tổ chức chỉ huy điều hành bắn đạn thật chặt chẽ sát với tình hình thực tế, đúng trình tự các giai đoạn chiến đấu, đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Phát biểu tại diễn tập, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo diễn tập của Bộ Quốc phòng, sự phối hợp hiệu quả của các ban bộ ngành trung ương, địa phương, biểu dương các cơ quan đơn vị quân đội, trực tiếp là Quân đoàn 12, đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức và thực hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của diễn tập. Cuộc diễn tập của Quân đoàn 12 khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng chiến đấu và chiến thắng của quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là cuộc diễn tập có bắn đạn thật đầu tiên được Quân đoàn 12 tổ chức sau hơn một tháng thành lập, có sự phối hợp hiệp đồng của các quân binh chủng. Thông qua cuộc diễn tập nhằm báo cáo kết quả nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị của công nghiệp quốc phòng để trang bị cho các đơn vị chiến đấu. Công tác lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị kỹ thuật mới, đồng thời nâng cao năng lực, trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của các lực lượng tham gia cuộc diễn tập.